Trong video này thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn tạo một cái blog mà có nhiều sản phẩm trong đó. Đây tôi sẽ tạo một cái blog mới, đánh là bộ sưu tập chẳng hạn. Tháng 12 chẳng hạn. Ok. Ở đây thì chúng ta sẽ nên có một chút text nha. Đấy, bộ sưu tập. Tập tháng 12. Ở đây thì chúng ta có thể thêm nhiều text bằng cái này. Đấy. Chúng ta sẽ thêm sản phẩm đầu tiên. Ví dụ vậy. Đây thì chúng ta sẽ hỏi là nó muốn để ảnh dài hay để ảnh nằm ngang. Mình muốn để ảnh dài. Đây, nhưng đối với những hình ảnh lớn thì hệ thống nó sẽ hỗ trợ cắt nha mọi người nhé. Đấy, chúng ta có thể cắt bớt. Đấy. Tương tự thì với ảnh thứ hai chẳng hạn, sản phẩm thứ hai. Đây chẳng hạn. Đấy, và tương tự sản phẩm số 3 chẳng hạn. Thì chúng ta có thể ghi đây là sản phẩm 001 chẳng hạn. 02. Và đây là cái mô tả, đây là Outland XX chẳng hạn. Chúng ta có thể thêm đường dẫn. Và đây chúng ta cũng tương tự, chúng ta có thể thêm. Nhưng mà cái nút này thì chúng ta có thể thêm nhiều cái hơn là ở cái block mà hiển thị text kia. Chúng ta có thể thêm nút này, gọi điện này, link này, block khác này, hoặc là chúng ta có thể nút chia sẻ này. Đấy, chúng ta có thể thêm nút chia sẻ vào đây. Thì khi khách hàng nhấn vào đó thì nó sẽ hiển thị lên cái nút chia sẻ. Đấy, và nếu chúng ta có website, chúng ta chèn đây tiếp cái này thì nó tương tự. Ở đây chúng ta có cái nút mua nữa, nhưng mà cái nút này nó không phù hợp lắm cho thị trường Việt Nam. Bởi vì nếu mà chúng ta thanh toán thẻ Visa thì hoàn toàn là chatbot này nó hỗ trợ thanh toán tự động luôn, nhưng mà nó không phù hợp. Ok. Thì chúng ta có thể ghi giá vào luôn đây. Đấy. Đấy nha mọi người nhé. Đấy. Ok. Đây. RLHTTP. Còn chẳng hạn, ví dụ vậy. Ok. Tương tự thì chúng ta sẽ có những cái sản phẩm 2, sản phẩm 3 nhé. Đó là một dạng lead. Đấy. Và cũng có một dạng tiếp theo nữa, nếu mà chúng ta có nhiều sản phẩm thì chúng ta có thể chọn một cái dạng lead ở đây. Đấy. Cái lead này thì nó theo cái này theo chiều ngang và cái này theo chiều dọc. Ok, ví dụ đây chẳng hạn. Cái ảnh này nó nhỏ hơn thôi. Đấy, nó lại chèn nằm chèn bên trong. Đấy, tương tự như vậy. Đấy, thì nó khác nhau như vậy. Đây là sản phẩm 01 chẳng hạn. 02 chẳng hạn. Ok. Ta có thể thêm nút tương tự giống như những cái nút trên kia. Đấy. Mua ngay. Ví dụ vậy. Nếu các bạn chưa hoàn thành thì nó sẽ hiện màu đỏ thế này nhé. Đấy. Khi mà nó mua ngay chẳng hạn thì tôi sẽ chèn vào đây là sản phẩm 01 chẳng hạn, 03 chẳng hạn. Ví dụ vậy. Đây tôi sẽ chọn là sản phẩm 02 chẳng hạn. Ok. Bây giờ tôi sẽ thử nhá. Tức là khi khách hàng vào xem Outland 03 chẳng hạn. Đấy, ví dụ như là Outland 03. Đây. Và tôi sẽ ấn xem mẫu khác. Thì nó sẽ hiện lên cái là bộ sưu tập chẳng hạn đây. Đấy. Ok. Bây giờ tôi sẽ thử nhá. Chúng ta sẽ thử với chatbot này. Xem nó sẽ ra như thế nào. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ kích vào mẫu Outland 03 này. Outland 03 nó sẽ ra tiếp này. Đấy. Chúng ta sẽ xem mẫu khác. Mẫu khác ở đây là chúng ta đang cài đặt là bộ sưu tập ấy. Đấy, mọi người thấy chưa? Nó ra hình cô gái này.
Đấy. Nó đẩy 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 lên đây nữa. Đấy. Và trong giao diện điện thoại chúng ta có thể vuốt ngang qua. Vuốt ngang qua. Rất là đẹp. Đấy. Bộ sưu tập tháng 12 đây. Rất là đẹp phải không? Ok. Vậy là chúng ta đã biết cách đưa một lít sản phẩm vào rồi. Đây mọi người sẽ thấy nó sẽ chạy 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 này. Sau đó phải đưa cái số 4 này. Đấy, vậy chúng ta có cái bộ sưu tập. Đây. Cái này chúng ta chưa hoàn thành cái tiêu đề ở đây nên là nó không lên. Mọi người lưu ý nhé, cái này thì nó chỉ hiển thị được như thế này thôi. Nên là chúng ta có thể tải hàng ngang cái này trông nó sẽ đẹp hơn. Mình thử lại nhé. Xem mẫu khác. Đấy, nó sẽ đây. Đấy, các bạn sẽ thấy giao diện như thế này. Ok, đó là chúng ta đã hoàn thành xong cái block để thể hiện list sản phẩm. Ta có thể trình bày sản phẩm rất là đẹp.